棒。宝宝灯。Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi! Tập trung nào! Nào, cái to nhất trước! Được rồi! Đó là cái xương cuối cùng! Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi. Cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vồng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Hư cao cổ, giờ thì cổ chẳng còn đau, chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vồng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hư cao cổ à. Không thể bay, ôi đau quá đi. Ô, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn, cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé.
không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu du du tu du giờ đã bay, tu du du tu du lại được rồi, tu du du tu du phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu du du tu du giờ thì chân, tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Không biết hôm nay ai sẽ tới khám bệnh đây? Hả? Mình nghĩ một vài người bạn bị bệnh đã tới rồi. Ôi không, cho mọi người bệnh nặng quá, phải vào chữa bệnh nhanh thôi. Theo mình nào, các bạn. Người đầu tiên, cá mập mẹ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã vô tình bị bỏng nước rồi. Nóng quá.
ơi, đau quá đi. Vây của cá mập mẹ sưng phồng lên rồi. Y tá, hãy sẵn sàng công tác chữa trị nào. Các bạn, chúng mình cùng nhau giúp cá mập mẹ thấy đỡ hơn nha. Cá mập mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Tụi con sẽ chữa cho mẹ, mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên, cùng làm mát chỗ bị phỏng dưới vòi nước sạch. Ồ, có tới 2 cái vòi nước kìa. Nên dùng cái nào đây? Cái đầu tiên hay cái thứ hai? Được rồi, cùng thử cái thứ hai nhé. Hả? Sao nước không chảy ra gì hết vậy? Ôi trời, sợ quá đi. À, là một con rắn đáng sợ. Con xin lỗi cá mập mẹ, con sẽ chữa lại cho mẹ ngay. May quá đi, vây của cá mập mẹ đỡ phồng rồi. Nào, cùng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị phồng nước nhé. Ôi, âu, âu, âu. Ôi không, có đau lắm không mẹ? Cố gắng xíu nhé. Wow, chỗ phòng nước đã xẹp rồi. Cuối cùng, hãy băng vết thương lại để không bị nhiễm trùng nhé. Các bạn, cùng chọn một màu yêu thích nào. Màu cam hả? Được thôi. Xong rồi. Cá mập mẹ đúng là dũng cảm. Nó sẽ không đau nữa đâu. Giờ thì chẳng chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá và các bạn à, cảm ơn nhiều lắm. Thật vui khi mẹ đã đỡ hơn. Lần sau nhớ cẩn thận với nước nóng để không bị đau nữa nhé. Người thứ hai, Ping Phong, xin mời vào. Chữa trị cho Ping Phong thật nhanh để vết thương không trở nặng nhé. Cố lên nhé Ping Phong, mình sẽ giúp bạn thấy đỡ hơn nè. Các bạn hãy cùng làm sạch vùng da xung quanh vết thương trước nhé. Ôi đau quá. Sạch sẽ rồi. Ồ, bạn làm tốt lắm. Cùng thoa thuốc lên nào. Vết thương sắp lành rồi nè. Hả? Cuối cùng, chúng ta hãy dán băng cá nhân lên vết thương nhé. Ping Phong, bạn thích loại băng cá nhân nào? Mình muốn cái băng có hình khủng long. Wow, Ping Phong đã khá hơn rồi. Giờ thì chẳng chẳng còn đau, chữa xong rồi. Cảm ơn các bạn, giờ mình có thể đi chơi được rồi. Tụi mình rất vui khi Ping Phong đã cảm thấy khỏe hơn. Người thứ ba, cá mập ba, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi ho, sổ mũi, tôi đã bị cảm rồi. Ôi lạnh quá. Ồ, hình như bạn đã cảm rất nặng. Ôi không,
Achoo! Các bạn, hãy cùng nhau chữa trị để cá mập ba có thể khỏe lại nhé. Hãy dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cá mập ba trước nào. Ôi không, ba đang bị sốt cao. Hãy mau hạ nhiệt độ của cá mập ba xuống nào. Ôi, chúng ta hãy xử lý nước mũi màu vàng đi nào. À, quái vật nước mũi. Cùng loại bỏ quái vật nước mũi nhanh nào. Wow, quái vật nước mũi đã bị hút sạch rồi. Y tá, bạn làm tốt lắm. Cá mập ba có sao không? Các bạn cùng chữa viêm họng cho cá mập ba nhé. Ôi không, vi khuẩn xấu xa. Hãy tiêu diệt những tên vi khuẩn này bằng cách xịt thuốc nào. Vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, ba cần được tiêm một mũi thuốc nữa là xong. Y tá ơi, hãy chuẩn bị ống tiêm nào. Khoan đã, tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo, cá mập ba nè. Bạn y tá sẽ đảm bảo mũi tiêm không đau đâu. Chỉ chăm chích một tí thôi. Tí thôi nè. Wow, xong rồi nè. Hả? Không thấy đau xíu nào luôn. Mập ba tu du du tu du giờ thì đã tu du du tu du khỏe mạnh hơn tu du du tu du chữa xong rồi. Tôi thấy khỏe rồi, bệnh cảm đã hết rồi. Thật vui khi thấy mọi người đã khỏe hơn. Ô, cảm ơn bác sĩ và y tá. Các bạn cảm ơn rất nhiều vì đã cùng mình chữa trị cho các bệnh nhân hôm nay. Lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hả? Ồ, mình nghĩ những người bạn bị bệnh đã tới rồi. Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Ồ, các bạn, cùng bắt đầu trị bệnh ngay nào. Người đầu tiên, cá mập bà, xin mời vào. Xò. Ngâm ngâm, ôi bao tử của tôi. Bạn đã bị đau bao tử vì ăn quá nhiều. Ôi, 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 bao tử của tôi. Ôi. Đừng lo, con sẽ giúp bà thấy khỏe trở lại. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau giúp cá mập bà thấy khỏe trở lại nhé. Ôi, bao tử của tôi. Cố gắng nào, cá mập bà. Tụi con sẽ giúp bà chữa bệnh, sẽ đỡ ngay thôi. Cùng nhau khám bao tử cho bà nhé. Ống nghe của mình đâu rồi nhỉ? Xem nào. Trái tim thì bình thường nè. Ôi không, mình nghe thấy tiếng bụng sôi rồi nè. Không được rồi. Y tá, chuẩn bị mũi tiêm nào. Tiêm sao? Ôi trời. Đừng lo mà, sẽ không đau tí nào đâu. Sẽ nhanh thôi mà. 1, 2, 3.
Ôi ôi, bà xin lỗi. Đừng lo ạ. Cuối cùng, con sẽ cho bà uống thuốc nhé. Y tá, hãy chuẩn bị thuốc bột nào. Hãy mở gói thuốc ra nào. Cẩn thận pha thuốc với nước nhé. Và... Wow, thuốc đã pha xong rồi. Các bạn, chỉ uống thuốc khi được bác sĩ chỉ định thôi nhé. Và chỉ ăn một lượng vừa đủ thôi. Nhớ chưa nào? Nào, uống thuốc đi, cá mập bà. Oh, đắng quá đi. Ồ, bao tử khỏe hơn rồi. Cá mập bà, tu 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 tu, giờ bao tử tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, tiêu hóa hết rồi. Bà thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn rất nhiều, thật là nhẹ bụng. Vui quá đi, từ giờ bà nhớ ăn chậm và nhai kỹ nhé. Xin mời người tiếp theo. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Ôi ôi, đau đau, tôi đau họng. Vậy là bạn đã ăn cá mang xương. Ôi ôi, đau ghê, đau lắm nè. Ồ, hãy cùng lấy xương cá ra nhanh nào. Hãy cùng rọi đèn pin để tìm xương cá và dùng nhíp để lấy nó ra nhé. Sẵn sàng rồi. Cá mập ong, nói a đi nào. À... các bạn, hãy nhanh tay lấy những cái xương cá làm đau cá mập ong ra nào. Tìm được rồi. Từ từ thôi. Làm được rồi. Còn một cái nữa kìa. Một, hai, ba. Tìm được một cái nữa nè. Đã lấy được hết xương ra rồi. Ôi không, nhìn kìa, có nhiều vết thương quá đi. Hãy cùng thoa thuốc nào. Chậm thôi. Và cẩn thận nào. Xong rồi. Đã chữa xong rồi. Cá mập ong, chu đu đu tu đu, những xương cá chu đu đu tu đu, ở hồng ong chu đu đu tu đu, lấy ra rồi. Ahem, không còn đau nữa rồi. Thật may khi ông đã nhanh chóng đi tới bệnh viện. Những vết thương trong họng có thể trở nặng nếu để quá lâu đó. Cảm ơn rất nhiều. Người thứ ba, cá mập đầu búa, xin mời vào. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Ôi ôi, tôi đã nằm vào tảng đá nè. Là con trai. Ôi ôi, đầu bạn bị sưng to chắc rất đau. Ôi 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 ôi, rất đau. Ổn thôi. Các bạn, hãy giúp cho đầu của cá mập bớt sưng nào. Đầu tiên, hãy chườm đá lên chỗ bị sưng. Mình đã chuẩn bị túi đá để chườm cho bạn. Hả? Có đến 2 túi đá. Các bạn nghĩ mình nên dùng cái nào đây? Hãy dùng túi đá màu đỏ, có những hoa văn đẹp kia nào. Đây. À, nóng quá. Ôi, đây là túi chườm nóng. Mình xin lỗi. Mình sẽ đổi sang túi đá lạnh ngay. Sẽ mát lạnh ngay thôi. Lạnh quá. Cố gắng một chút nhé.
chỗ bị sưng đang xẹp lại rồi. Được rồi, cùng thoa thuốc lên thôi nào. Ta hãy dùng một đầu tăm bông để lấy một ít thuốc nhé. Và giờ, cẩn thận thoa thuốc lên chỗ bị sưng nè. Bạn dũng cảm lắm. Mình sẽ dán băng cá nhân lên vết thương. Các bạn, ta sẽ chọn hình nào nè? Hình ngôi sao lấp lánh hả? Được thôi. Rồi, bạn thấy thế nào? Hả? Mình nghĩ mình đã khá hơn rồi. Ca mặt đau bua, tu 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 tu, giờ thì đã tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, cảm ơn đã chữa cho mình hết đau nha. Về cẩn thận nhé mọi người, nhớ giữ sức khỏe nha. Ô, cảm ơn rất nhiều. Các bạn, lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Được chứ? Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên, mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hổ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp, mà là bánh kẹo. Có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu, 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 âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử tu đu đu tu đu, giờ thì đã tu đu đu tu đu, chẳng còn đau tu đu đu tu đu, chữa xong rồi. Cảm ơn đã chữa cho tôi, giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau.
đau ở đuôi khi đi bắt cá nè. Au, au. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, 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 đau quá đi. Ồ, trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi, đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. Một. Hai. Ba. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn, đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng, ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Ồ, cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi. Ôi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ào, 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 ào. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn báo đốm, chu đu 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 đu, giờ thì đã chu đu 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 đu, chẳng còn đau, chu đu 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 đu, chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Vết thương dưới chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi, đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn, cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi, chắc là đau lắm đây, nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi, ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi, bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi, bạn gáo cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, du 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 du, giờ thì đã du 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 du, chẳng còn đau, du 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 du, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé, đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn,
chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Hả? Là những quái vật Halloween đáng sợ. Nhưng đáng sợ quá. Nhưng hãy can đảm lên để còn chữa bệnh cho họ nào. Người đầu tiên, ma cà rồng, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ta đã bị gãy răng rồi. Âu âu. Ồ, nhìn kì răng anh đã gãy rồi. Đau quá đi, ta không thể nhai. Làm ơn chữa cho ta, để ta còn hút máu nữa. Máu hả? mình sẽ chữa ngay thôi. Mình sẽ chụp X-quang để xem tình trạng chỗ răng bị gãy của bạn. Đây rồi. Ôi không, răng nanh của bạn đã bị gãy hết rồi. Nếu để như vậy thì nguy hiểm lắm. Các bạn cùng nhỏ răng nanh bị gãy ra nhé. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ trồng lại răng nanh mới. Ta là ma cà rồng đáng sợ, nên hãy chọn răng thật nhọn nhé. Wow, răng nanh mới của bạn trông tuyệt quá. Ma cà rồng ơi, chu đu đu tu đu giờ đã có, chu đu đu tu đu răng nanh mới, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, các bạn có muốn uống một ngụm máu tươi cùng ta không? Không, không, cảm ơn. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Hôm qua tôi đã nhảy rất nhiều. Ồ, cái gì vậy? Nhìn kìa bộ xương bạn đang yếu đi. Tôi rất muốn nhảy múa, hãy giúp tôi. Thôi không, có trường hợp khẩn cấp. Hãy mau đến phòng cấp cứu thôi. Nào, từng bước một, hãy đặt bộ xương về đúng chỗ nhé. Cái này trông như xương sườn vậy. Đúng rồi, đúng là xương sườn rồi. Còn cái này trông như là xương chậu vậy. Đúng rồi. Yay, xương sọ nữa. Giỏi lắm. Cùng xếp xương bàn chân nào. Bạn có đang xếp đúng không đó bác sĩ? Sợ quá đi. Đây không phải là bàn chân mà là bàn tay. Mình nhầm lẫn rồi. Xương bàn tay nằm ở cuối cánh tay. Và cái này là xương bàn chân. Xong rồi. Vui quá. Bộ xương đã chuyển động trở lại. Bộ xương ơi, chu đu đu tu đu giờ bạn đã, chu đu đu tu đu hồi phục rồi, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Wow, giờ bạn có thể nhảy múa trở lại rồi. Cảm ơn. Người tiếp theo. Ủa, mà sói. Bạn bị gì đây?
tôi đã đâm đầu vào cành cây nhọn. Âu, đau quá. Âu. Nhìn đầu bạn xem đang có vết thương. Đau quá đi thôi, xin hãy giúp tôi. Âu. Nào, nào, bình tĩnh lại. Chắc là đau lắm. Mau giúp bạn ấy nào. Ta cần dọn cái mảnh nhện kia đã. Bạn chắc hẳn là đang đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn làm sạch vết thương để nó không trở nặng nhé. Sẽ hơi đau một tí thôi. Âu. Xong rồi. Mình nghĩ bạn cần khâu 4 mũi. Cố lên nhé. Sẽ xong ngay thôi. 1 2 3 4. Những mũi khâu thật đẹp. Mình sẽ dán băng cá nhân lại ngay. Dán băng cá nhân lên vết thương nè. Hoàn thành rồi. Bạn giỏi lắm, ma sói à. Bạn ma sói, tu du du tu du, giờ thì đã tu du du tu du, chẳng còn đau, tu du du tu du, chữa xong rồi. Cảm ơn rất nhiều. Không, không có gì. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã bị thuốc độc văng lên mặt. À, ôi, ôi. Mặt bạn bị sưng lên những đom to. Nhất quá thì thôi, ôi, đau quá nè. Ôi, nhất quá. Cố gắng chịu đau một xíu nhé. Để mình xem qua cái nào. Các bạn cùng nặng những cái mụn ra nào. Đầu tiên dùng kim nhọn chọc thủng nè. Xong rồi. Giờ thì hãy nặng chất độc bên trong những chỗ mụn kia ra hết nhé. 1 2. Xong rồi. Giờ thì bôi thuốc lên vết thương cho nó không để lại sẹo nhé. Wow, mặt bạn sạch đẹp lại rồi. Bạn phù thấy tu du du tu du, nhưng nguồn nước tu du du tu du đã biến mất. Tu du du tu du, chữa xong rồi. Cảm ơn rất rất nhiều. Tôi sẽ tặng bạn một món quà. Đây là con mắt dơi quý giá của tôi. Cảm ơn. Dạ thì tôi đây đây. Mọi người về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Nhờ tất cả các bạn đó. Lần sau cùng mình giúp đỡ mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Alo. Bác sĩ ơi, khỉ con đang nhảy trên giường kia kìa. Ôi không, nhảy ở trên giường nguy hiểm lắm đó. Kìa nhìn xem, khi con đang nhảy trên giường. Ôi ngã rồi ngã ngay xuống sàn. Ôi đau quá đi. Ôi không, khỉ con à, mời tới bệnh viện đi nào. Khỉ con số 1, xin mời vào.
ngay trên giường. À ha, đầu của mình. Đầu bạn đã đâm ngay xuống sàn. Choang vang quay quay ôi trong mặt. Ôi không, bạn có thể ngã nữa đó, nguy hiểm quá. Nào, cùng chữa cho bạn ngay thôi. Các bạn, cùng nhau chữa bệnh cho khỉ con nhé. Trước tiên, mình cần xem qua bên trong đầu của bạn ấy. Được rồi, mình sẽ chụp một bức ảnh nhé. Tụi mình sẽ chữa để bạn không thấy chóng mặt nữa. Tuyệt! Ta hãy kiểm tra xem đã khá hơn chưa nào. May quá, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều đó. Bạn cần được truyền dịch và nghỉ ngơi ở đây một tí nè. Hả? Cái nào là túi truyền dịch đây? Có phải cái ở trên không? Ôi, chóng mặt quá. Ồ, là một cái bong bóng, không phải túi truyền dịch. Xin lỗi, mình sẽ tìm ra túi truyền dịch ngay thôi. Khỉ con ơi, bạn thấy sao rồi? Mình vẫn thấy chóng mặt và đau đầu lắm. Mình nghĩ bạn cần một ít thuốc nữa. Các bạn, ta cần tìm một viên thuốc có hình rắn ốc và viên thuốc khác có hình sấm sét. Hãy giúp mình nhé. Được rồi. Hả? Bạn thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa? Bạn khi con tu 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 giờ thì đã tu 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 khỏe mạnh hơn tu 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 chữa xong rồi. Wow, mình không còn chóng mặt nữa. Từ giờ trở đi đừng nhảy trên giường nữa nhé. Mình nhớ rồi. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình ngã xuống đất khi nhảy trên giường. Ow ow, đôi của mình. Mày là bạn đã bị đau ở đuôi. Mau mau giúp mình nào, ôi ôi ôi. Đừng lo lắng nè, tụi mình sẽ giúp bạn mau khỏe lại. Trước hết, hãy chụp X quang để xem đuôi của bạn có sao không nhé. Mình chuẩn bị chụp nhé. Mình sẽ đếm đến 3, đừng chuyển động nhé. 1, 2. Bác sĩ ơi, mình sợ quá. Ồ, bạn đừng sợ, không có đau đâu. Chỉ chụp một cái là xong ngay thôi. Được rồi, mình chuẩn bị chụp đây. 1, 2, 3. Ôi không, xương đuôi của bạn bị gãy rồi. Chắc là đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn nắn xương lại nhé. Giỏi lắm. Giờ ta hãy chụp X quang thêm lần nữa để xem xương đã ổn chưa nhé. Wow, xương của bạn đã trở lại bình thường rồi. Mình không sao rồi hả? Đúng vậy. Giờ thì ta sẽ bó nẹp để cố định đuôi lại cho xương mau lành nhé. Bó nẹp đuôi, xong rồi. Cuối cùng, bằng cái đuôi lại nào. Wow, những trái tim dễ thương kìa. Y tá rất mong bạn sẽ mau khỏe đó, khỉ con à.
gian khi con tu đu đu tu đu giờ thì đôi tu đu đu tu đu chẳng còn đau tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Nhớ là hãy cẩn thận với cái đuôi của bạn trong thời gian này nhé. À ha. Oh, đau quá. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã ngã cái mông xuống sàn. Đau quá. Bạn đã bị thương ở sau cái mông. Ôi ôi nhức quá, đau quá đi. Mông của khỉ con bị bầm rồi kìa. Cùng chữa trị nhanh nào. A, à, vi khuẩn kìa. Hãy xét trùng trước nào. Tiếp theo, hãy thoa thuốc lên. Nào, hãy dán băng cá nhân lên để vết thương không trở nặng nhé. Nhưng mông của bạn vẫn còn bầm. Hãy cùng chườm đá lạnh để giúp cho nó hồng hào trở lại nhé. Có tới 2 túi đá. Các bạn, ta nên chọn túi nào đây? Được rồi, hãy chọn cái túi thứ 2 nào. Đó không phải là túi đá, đó là xà phòng. Xin lỗi, mình sẽ tìm lại túi đá khác cho bạn ngay. Đây, tôi đã tới rồi đây. Lạnh quá. Mau lành quá đúng không? Mông của khỉ màu... đỏ. Bàn khỉ con, tu 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 tu, giờ thì mong, tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Wow, giờ mình có thể nhảy bằng mông luôn nè. Nó không còn đau nữa rồi. Được rồi mọi người, nhớ lời mình dặn hôm nay chứ. Không được. Nhảy trên giường nữa. Các bạn nhớ chơi đùa thật vui và an toàn. Lần sau cùng giúp mình trị bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương ở cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi!
Tập trung nào. Nào, cái to nhất trước. Được rồi, đó là cái xương cuối cùng. Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đi ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vồng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Ủa? Hư cao cổ giờ thì cổ chẳng còn đau. Chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vồng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hư cao cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Âu, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong, tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn, cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu du du tu du giờ đã bay, tu du du tu du lại được rồi, tu du du tu du phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào.
rõ ràng rồi. Chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu du du tu du giờ thì chân, tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người phải cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.